Nhà đẹp ATZ rất vui khi được tiếp tục đồng hành và chia sẻ cùng các bạn mẫu nhà đẹp của ngày hôm nay. Và công trình mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn chính là một mẫu nhà phố vừa ở vừa kết hợp kinh doanh cho gia chủ tại Đồng Nai, với công năng sử dụng là một khu vực kinh doanh, một phòng sinh hoạt chung, hai phòng ngủ, hai khu vệ sinh chung và khu vực bếp ăn thì được tận dụng khu bếp cũ ở phía sau. Ngôi nhà được làm với kích thước là 5m mặt tiền và chiều sâu là 16m. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tham khảo công trình của ngày hôm nay nhé! Nhà phố vừa ở vừa kết hợp kinh doanh đang là xu hướng thịnh hành trong thiết kế kiến trúc thời gian gần đây. Với sự sáng tạo và linh hoạt trong cách thiết kế, kiến trúc sư đã kết hợp cả không gian kinh doanh và nhà ở một cách hài hòa nhất. Gia chủ sẽ tận dụng được mặt tiền để kinh doanh buôn bán, vừa là khu vực sinh hoạt của gia đình. Không giống như ở các vùng quê, những ngôi nhà được xây dựng trên những mảnh đất rộng lớn nên sẽ có diện tích để xây dựng theo ý thích. Tuy nhiên nhà phố thì ngược lại hoàn toàn. Diện tích xây dựng bị thu hẹp, không có nhiều khoảng trống, bởi xung quanh có nhiều nhà cao tầng hay các trung tâm thương mại san sát nhau. Do đó, trước khi bắt đầu xây dựng, đòi hỏi bạn phải có tính toán kỹ, lưu ý thiết kế nhà phố như thế nào để hợp lý. Mỗi 1 mét vuông đều được chúng tôi tận dụng tối đa diện tích. Cũng giống như những công trình nhà ở khác, thì phong cách thiết kế sẽ quyết định đến tính thẩm mỹ cũng như tính cách của gia chủ. Ngày nay nhà phố có nhiều mẫu, kiểu dáng, từ nhà phố tân cổ điển, nhà phố Mái Thái hay các mẫu nhà hiện đại để các bạn có thể lựa chọn. Sau khi trao đổi bàn bạc với gia đình anh, thì anh đã quyết định xây dựng theo phong cách thiết kế hiện đại, được tạo điểm nhấn bằng các mảng tường sơn màu nâu, mảng gạch ốp tường in nắp và tầng 1 được sơn giả đá hoặc các bạn có thể ốp gạch để chống ẩm mốc, rong rêu. Cửa tầng 1 được thiết kế dạng cửa cuốn, bên trong là cửa xếp, tạo không gian thông thoáng và tiết kiệm được diện tích. Như vậy là chúng ta đã vừa tham khảo phần ngoại thất của công trình này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tham khảo phần công năng ở bên trong của ngôi nhà, xem các phòng chức năng được bố trí như thế nào nhé. Tầng 1 gia chủ đã tận dụng tối đa diện tích mặt tiền để kinh doanh buôn bán, và ở bên cạnh có một lô của gia đình khoảng 7m mặt tiền giúp cho gia chủ có nơi để trưng bày hàng. Và tại không gian của tầng 1, gia chủ cũng có thể làm nơi để xe của gia đình. Phía sau cùng là một khu vệ sinh chung. Và do khu nhà cũ của gia đình ở phía sau đã có sẵn khu bếp ăn, chính vì vậy gia đình đã tận dụng lại không gian giúp tiết kiệm bớt chi phí xây dựng. Di chuyển lên tầng 2 qua các bậc cầu thang, không gian đầu tiên là phòng sinh hoạt chung có diện tích là 16m2 và được bố trí một cửa nhôm kính to. Tại không gian này để gia chủ có thể tận dụng được nguồn ánh sáng tự nhiên và gió trời từ bên ngoài vào, giúp cho không gian của căn phòng luôn thông thoáng. Và ở tầng 2 thì chúng tôi có bố trí một lối ra vào ban công. Không gian riêng tư của tầng 2 thì được bố trí hai phòng ngủ có diện tích lần lượt là 12,2m2 và 12,5m2. Ở các phòng ngủ thì được bố trí tọa hung hướng cát, tọa tĩnh hướng động để giúp cho giấc ngủ được ngon hơn, không hay bị giật mình. Đối với không gian ngôi nhà thì chúng ta thấy được rằng ở khu vực hành lang rộng 1m25 thuận tiện cho giao thông đi lại. Và khu hành lang được bố trí các ô cửa sổ để lấy sáng và gió trời tự nhiên, giúp luân chuyển không khí ở bên trong và bên ngoài. Và không gian cuối cùng là một khu vệ sinh chung được đặt ở cuối nhà. Như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu công trình nhà ở kết hợp kinh doanh theo phong cách hiện đại cho gia chủ tại Đồng Nai. Nếu các bạn yêu thích mẫu nhà này hoặc đang có ý định xây dựng trong thời gian tới thì hãy đừng ngần ngại gọi điện ngay hôm nay cho chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để chuyên gia thiết kế Lương Tuân sẽ tư vấn cho các bạn một cách chi tiết hơn. Và hãy đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.